Kính chào bà con đang xem Kinh tế Nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay ban biên tập của chúng tôi sẽ cùng với bà con rảo quanh một vài tỉnh thành để xem mỗi nơi hiện nay đặc sản nào vào mùa. Miền Tây đang mùa nước nổi, giới thiệu đến quý khán giả trái cà na, trái cây con nít quê hay ăn giờ trở thành đặc sản. Còn các vùng núi cao, bà con leo lên đồi để mà hái từng trái hồng chín vàng ống cũng là đặc trưng khó quên. Và cùng với nhiều thông tin khác nữa, bà con hãy điểm qua ngay sau đây. Nhiều loại trái cây miền Tây đồng loạt tăng giá kỷ lục. Nghề làm mắm cá tra độc đáo giúp nâng giá trị sản phẩm lên nhiều lần của nông dân Phụng Hiệp. Cà Mau, tôm khô rạch gốc vươn xa hơn nhờ ứng dụng công nghệ mới. Hôm nay tiểu mục Đố vui nhà nông công bố khán giả trúng giải tuần rồi và tiếp tục câu hỏi mới. Mời bà con xem thông tin chi tiết. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trước đó thì nhiều loại trái cây ở miền Tây vào vụ thu hoạch rộ, nhà vườn bùn rầu vì dội chợ bán không có được. Còn như thông tin mới nhất thì bà con vui như mở cờ ở trong bụng, nhiều loại trái cây đã tăng mạnh, thậm chí giá mít Thái tăng kỷ lục. Đáng chú ý, trong tháng 9, các loại trái cây như là chanh dây, bưởi, thanh long, dừa tươi ồ ạt xuất sang châu Âu theo hiệp định EVFTA. Chúng tôi cùng vui lây với bà con. Đầu tiên ghi nhận giá chuối sim tại Kiên Giang hiện nay ở mức từ 9.000 đến 10.000 đồng một nải, gấp 5 lần so với thời điểm bị mất giá kéo dài từ năm ngoái sang đầu năm nay. Theo nhà vườn, thương lái đẩy mạnh thu mua trong khi nguồn cung hạn chế do ảnh hưởng mưa bão. Tương tự, giá mít Thái ở Hậu Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ đồng loạt tăng mạnh, có thời điểm lên đến gần 70.000 đồng một ký loại 1 từ 8 ký một trái trở lên. Loại 2 dưới 8 ký một trái từ 50.000 đến 55.000 đồng một ký, tăng gấp 3 lần so với thời điểm cách đây khoảng 3 tháng, vượt đỉnh điểm của năm ngoái. Giá tại vườn cao nên giá mít tại các chợ cũng tăng theo. Giá chôm chôm sầu riêng cũng nhích nhẹ thêm vài ngàn đồng một ký so với 2 tháng trước đó, lý do là mưa bão kéo dài, nguồn cung giảm. Tại Vĩnh Long, xoài cắt hòa lộc loại 1 là 100.000 đồng một ký, xoài cắt chu loại 1 giá 60.000 đồng một ký, thanh long ruột trắng loại 1 35.000 đồng một ký, chôm chôm Thái loại 1 55.000 đồng một ký. Trong khi đó, giá dừa sáp tại Trà Vinh được thu mua tại vườn từ 100.000 đến 120.000 đồng một trái tùy trọng lượng, tăng 20.000 đến 25.000 đồng một trái so với tháng 6 âm lịch do nhu cầu tăng. Trong các loại trái cây được bà con ưa chuộng, trái cốc cũng góp phần tăng khẩu vị cho khách hàng. Nhà vườn ở huyện Châu Thành và Châu Thành A của tỉnh Hậu Giang đang trồng sen cốc. Hiện nay thì giá cốc loại 1 tại vườn là 10.000 đồng một ký, loại 2 là 4.000 đồng một ký. Người mua tự hái. Với giá bán này thì nhà vườn có lợi khá vì nhẹ công chăm sóc. Mỗi cây cho trái khoảng 100 ký một vụ. Cốc Thái Bung dễ trồng, ít sâu bệnh, là loại trái cây sạch vì không cần phân thuốc. Ăn rất là giòn ngọt, ít xơ, được khách hàng thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn ưa chuộng. Thưa quý khán giả, khi mùa nước nổi về thì những sản vật tự nhiên như là cá đồng lại trở nên thân thuộc với người dân miền Tây của mình. Sở dĩ người miền Tây thích ăn cá đồng là bởi vì cá đồng an toàn cho sức khỏe và còn chế biến được rất là nhiều món ăn ngon. Theo ghi nhận tại chợ phường 3 thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, đang mùa nước nổi, giá cá đồng tăng nhẹ so với ngày thường do sản lượng đánh bắt ngày càng khan hiếm. Nhìn chung giá cá tăng từ 5.000 đến 7.000 đồng một ký. Riêng một số loại vào mùa đánh bắt dính nhiều như cá mẹ dinh thì giá giảm 3.000 đến 5.000 đồng một ký, hiện nay là 40.000 đồng một ký. Đồng giá là cá chốt 40.000 đồng một ký do đang vào mùa. Đối với ếch, lươn, ốc, giá ổn định hơn. Ếch có giá 60.000 đồng một ký, nếu làm sẵn thì tăng thêm 7.000 đồng một ký. Lươn có giá 150.000 đồng một ký. Nếu là người ưa thích các loại đồ đồng thì đây sẽ là thời điểm thích hợp người dân chọn mua cá đồng, rau đồng tươi ngon. Thông tin phóng viên của chúng tôi ghi nhận thì các loại đồ đồng mùa nước nổi năm nay giá tăng nhẹ, chỉ một số loại thu hoạch được sản lượng nhiều như là cá mè dinh, cá chốt là có giảm. Còn điều này cũng ít nhiều khác trước bởi vì thường vào mùa nước nổi thì lượng thủy sản đánh bắt được nhiều hơn, nguồn cung tăng nên giá giảm đều. Trong khi đó, thị trường giá cả các loại cá nuôi như là cá lóc, cá rô, cá tra cũng tăng giảm khó lường, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Mấy năm trước thì cá có giá bà con hồ hởi bao nhiêu thì hơn một năm nay giá bán nằm dưới giá thành, người nuôi rầu bấy nhiêu. Để đa dạng đầu ra thì nông dân nghĩ ra cách làm mắm cá tra,
Vì kinh nghiệm có sẵn từ việc làm mắm, bà con ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho ra sản phẩm độc đáo này được thị trường đón nhận. Cá tra được dùng làm mắm là cá tra nuôi ao sử dụng thức ăn công nghiệp. Cá tra sau công đoạn làm sạch, cắt bỏ đầu, loại bỏ các lớp mỡ cá, rồi cắt khúc để ráo. Sau đó được ướp muối rồi ủ trong các lu khạp hay các thùng nhựa trong thời gian từ 4 đến 5 tháng. Cứ 2 kg cá tra nguyên liệu sẽ cho ra 1 kg mắm. Mắm cá tra thịt mềm, thơm, giá thành sản xuất mỗi ký mắm này khoảng 65.000 đồng một ký, giá bán từ 90.000 đến 100.000 đồng một ký tùy thời điểm. Người làm mắm cá tra lời gần 30.000 đồng một ký mắm. Giờ mận năm chắc ở 30 tấn được, mà nếu mà có dịp mà có ai có mối cân đi là tôi mận năm vài chục tấn có thể tôi mận hồi. Với việc sản xuất thử nghiệm thành công, hiện nay sản phẩm mắm cá tra ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp đã được bán đi các tỉnh thành như Cần Thơ, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh được ưa chuộng. Sản phẩm mắm cá tra rất có thể thành một sản phẩm đặc trưng, trứ danh của địa phương Phụng Hiệp, Hậu Giang. Cá tra Việt Nam có thể mang về giá trị xuất khẩu hàng tỷ đô la Mỹ và đã bơi qua hơn 140 quốc gia. Tuy nhiên khi loại cá này về lại nội địa để phục vụ 100 triệu người Việt lại gặp khó. Vì vậy, việc đa dạng các sản phẩm từ cá tra như là làm mắm cũng là một bài toán đầu ra của nông dân. Tìm hiểu đặc sản mắm cá tra ở Hậu Giang rồi thì mời bà con đi xuống nơi tận cùng của Tổ quốc để tìm hiểu một đặc sản khác. Đã 9 năm từ khi được công nhận nhãn hiệu tập thể tôm khô Rạch Gốc, những người dân ở miệt gần nước ở huyện Ngọc Hiển của tỉnh Cà Mau ngày càng khá giả nhờ làm nghề tôm khô. Giá trị càng được nâng cao khi mà bà con ứng dụng công nghệ hiện đại. Nghề làm tôm khô ở huyện Ngọc Hiển không ai biết hình thành từ khi nào. Chỉ nghe nhiều người lớn tuổi kể lại là có cả trăm năm. Khi đó, ở vùng ven biển nơi đây, bà con chủ yếu làm nghề đóng đáy, đặt gió, với sản lượng tôm dồi dào, không tiêu thụ hết. Bà con đã luộc chín tôm trong nước muối nhạt rồi phơi khô, trữ lại dùng dần. Sau đó, các thương lái người Hoa tìm đến thu mua. Bà con làm nghề bắt đầu tìm tòi để làm ra sản phẩm đẹp mắt, chất lượng hơn. Làng nghề tôm khô Rạch Gốc khởi phát từ đó. Qua nhiều năm, với bao biến cố thăng trầm, làng nghề truyền thống tôm khô Rạch Gốc đã tìm được vị thế riêng. Khi năm 2011, được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể, đi cùng với việc tạo dựng lại, làng nghề đã bắt đầu đa dạng các loại sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho con tôm xứ mình. Bà con không chỉ sản xuất tôm khô mà còn tôm nguyên giỏ, tách giỏ, trà bông, mắm tôm, bánh phồng tôm. Sản phẩm ngày càng được chú trọng chất lượng. Hợp tác xã Tân Phát Lợi còn đưa vào sử dụng máy sấy tôm khô, sử dụng năng lượng mặt trời, giảm chi phí, năng suất tôm khô đạt. Mỗi tháng, những cơ sở trên địa bàn cung ứng ra thị trường sản lượng từ 20 đến 30 tấn tôm khô biển và 2 cho đến 3 tấn tôm sinh thái chất lượng cao. Sản phẩm tôm khô Rạch Gốc ngày càng khẳng định được chất lượng. Tôm khô Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã có thương hiệu. Ai một lần ăn thử thì đều khen ngon và khó quên được đặc sản có vị mặn mà từ biển, được chế biến công phu để giữ được độ ngọt thơm ngon nguyên chất của con tôm. Để có được thương hiệu như vậy, những người dân làm nghề truyền thống nơi đây luôn ý thức việc bảo vệ thương hiệu, chú trọng an toàn thực phẩm. Và hiện nay sản phẩm đã được vào mạng lưới các hệ thống siêu thị lớn toàn quốc như là Sài Gòn Co.opmart hay là Bixi và một số công ty ở Hà Nội. Hồi xưa tới giờ thì không có nó về, mà bây giờ tại sao tự nhiên nó lại nó về nó ở đây. Cũng nguy hiểm là tại hoàn cảnh của mình khổ, thời gian rồi nên sinh nhờ đó sống qua ngày con tháng. Nhiều người mù người ta làm không có được việc như vậy, mà nó mà vậy là nó hay lắm. Thưa bà con, trước đây Cà Na mọc dại ven các con sông, kênh rạch và là ký ức tuổi thơ của rất là nhiều người con miền Tây. Khi mà cùng đám bạn ở trong xóm đi hái Cà Na về, ăn chấm muối, ngào đường, vị của trái Cà Na chua chua ngọt ngọt đã làm cho rất là nhiều người nhớ mãi. Còn hiện nay thì do nhu cầu cao, Cà Na đã trở thành cây trồng cho nhiều gia đình phát triển kinh tế. Hôm trước thì chúng tôi đã ghi nhận giá Cà Na và các cái đặc sản chế biến từ loại trái cây này ở tỉnh Hậu Giang. Hôm nay thì mời quý khán giả và bà con đến với xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, nơi mà cây Cà Na cũng phát triển nhiều, mang lại thu nhập cho bà con nông dân.
Vườn cà na của ông Nguyễn Văn Tuấn được trồng đến nay đã hơn 1,5 năm tuổi. Với diện tích gần 2.000 mét vuông, hiện cà na đang phát triển tươi tốt và cho thu hoạch trái. Mình đi đó mình mới thấy cái môi trường của cà na nó quá được, thì tiêu thụ cũng được, mà mình cũng phải lên vườn cà na năm nay cũng là 2 năm. Theo ông chia sẻ, cà na trồng khoảng 12 tháng sẽ cho thu hoạch dần. Đến nay ông Tuấn đã thu hoạch được 7-8 đợt. Đây là loại cây mộc dại nên không yêu cầu cao về các biện pháp canh tác. Chính vì vậy, từ kiến thức ban đầu học hỏi được và sau những lần thu hoạch cà na, ông đã tự rút ra cho mình những kinh nghiệm trong canh tác. Thì nó ngay lúc đầu tiên trồng mình tính là cũng không có săn sóc gì mấy hết. Tới khoảng 5-6 tháng rồi mới phát triển rồi mới là săn sóc bón phân. Cà na của ông Tuấn trồng chủ yếu bán cho thương lái tại địa phương với giá bán 20.000 đồng một ký, thu mua tại vườn. Ngoài ra gia đình ông còn bán cà na ướp đường, làm mứt để cung ứng thêm cho nhu cầu khách hàng. Chọn cây cà na là đặc trưng của vùng làm kinh tế. Trong thời điểm thị trường ưa chuộng, bán giá cao và ổn định, thì dù là cây dại, cây nhà quê như cà na cũng là cây kiếm tiền không thua kém cây trồng nào. Cà na giờ trở thành đặc sản. Miền Tây không chỉ xuất hiện nhiều mùa nước nổi mà có quanh năm, vì có nơi bà con còn trồng thêm cà na Thái cho thu nhập cả bốn mùa. Nhưng mà hồng không hạt ở Hà Giang thì khác nha thưa bà con. Mỗi năm thì hồng chỉ có một mùa chín rộ, ấy vậy mà cũng đem về tiền lời hơn 100 triệu cho người trồng. Mùa này thì hồng đang vào chín vụ, muốn thu hoạch thì bà con vùng núi Hà Giang phải leo lên đồi, băng suối. Khâu xử lý sau khi hái trái cũng khá là kỳ công để cho ra những trái hồng ngọt thanh, giòn tan, không chát. Thời điểm này, người dân xã biên giới Nghĩa Thuận, huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang trèo cây cao chục mét, hái hồng không hạt, thu lời 100 triệu đồng mỗi vụ thu hoạch trái chính. Người dân ở đây vào vụ thu hoạch hồng không hạt, đa số cây trên 10 năm, cao từ 8 đến 10 mét. Theo người dân, hồng này từ khi trồng đến khi thu hoạch trái bói, mất 3 năm. Hiện nay hồng vào mùa, mỗi đợt bà con lời 150 triệu đồng. Hầu hết cây hồng ở đây được nhân giống từ cây hồng tổ. Hồng sau khi thu hoạch được ngâm nước 3 ngày cho hết chát. Quảng Bạ là vùng trồng hồng không hạt lớn nhất tỉnh Hà Giang. Mùa thu hoạch kéo dài từ tháng 9 đến tháng 10, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho nhiều hộ. Hồng không hạt Quảng Bạ được cấp chỉ dẫn địa lý cách đây 3 năm. Hồng không hạt Quảng Bạ đã có từ rất là lâu đời và hiện nay vẫn còn có những cái cây hồng khoảng trên 300 năm tuổi tại xã Nghĩa Thuận. Sự thơm ngon nước tiếng của loại trái cây này được tạo thành là nhờ các yếu tố đất đai và khí hậu ở xứ này. Cụ thể, Quảng Bạ có độ cao trung bình là trên 1.000 mét so với mực nước biển. Địa hình khá là bằng phẳng, có nơi độ dốc dưới 20 độ, tầng đất dày, ít bị xói mòn. Khí hậu ở đây thì mát mẻ quanh năm, cho nên là hồng không hạt cho chất lượng tốt, năng suất cao và ổn định. Một đặc sản mà khi mà đi tham quan du lịch ngày mùa, hiếm du khách nào có thể bỏ qua. Còn bây giờ mời bà con đến với tiểu mục đang được chờ đợi hàng tuần, đối vui nhà nông. Câu hỏi của tuần rồi như sau. Khóm cầu đúc là đặc sản nước tiếng Hậu Giang, ăn không tưa lưỡi, ngọt, ráo nước. Giá khóm nhiều năm bấp bênh, có lúc chỉ còn 3-4.000 đồng một trái, có lúc thì 6-7.000 đồng một trái. Và hiện nay 15.000 đồng một trái. Do sự bấp bênh của giá khóm, một số người dân ở Quả Tiến, thành phố Vị Thanh đã chế biến ra nhiều sản phẩm từ khóm. Bà con cho biết là những sản phẩm nào? Chúng tôi có gợi ý đáp án. A. Mứt khóm, siro và nước màu khóm. B. Dưa củ hủ khóm. Và C là cả A và B đều đúng. Đáp án chính xác của chúng tôi là câu C, cả A và B đều đúng. Xin chúc mừng 3 khán giả sau đây có câu trả lời đúng và sớm nhất. Khán giả Nguyễn Hoài Nam, Điện lực Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Khán giả Phan Hữu Tiếp, VNBot, Cái Tắc, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Khán giả Nguyễn Thị Huệ, ấp 1 xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Còn bây giờ là câu hỏi kỳ này. Đây là mô hình trồng rau má của nữ nông dân trẻ Nguyễn Ngọc Hương ở xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay trang trại chỉ rộng 10.000 mét vuông. Vùng trồng rau được đắp bờ cao giữa ruộng lúa để ngăn nước tràn vào. Chị mở rộng xuống tận tỉnh Tiền Giang 40 công. Trang trại được lắp đặt hệ thống tưới tự động. Rau má có chứa diệp lục tố cao, có mùi thơm, đắng nhẹ, nấu canh giải nhiệt tốt. Mô hình này thu 4 tỷ đồng. Bà con cho biết người nữ nông dân này đã làm gì với cây rau này để có thu nhập bạc tỷ? A.
trồng liên kết xuất khẩu nước ngoài, B, nghiền thành bột rau má, C, cả A và B đều đúng. Bà con chọn đáp án nào soạn tin nhắn theo cú pháp, họ, tên, địa chỉ, đáp án, gửi về số điện thoại 02936-299-399. Chúng tôi nhắc lại, cú pháp, họ, tên, địa chỉ, đáp án, gửi về số điện thoại 02936-299-399. Chúng tôi nhắc lại cú pháp, họ, tên, địa chỉ, đáp án và gửi về số điện thoại 02936-299-399. Bà con chọn đáp án nào? Cô nữ kỹ sư trẻ tuổi, trồng rau má thành trang trại thu tiền tỷ. A. Trồng liên kết xuất khẩu nước ngoài. B. Nghiền thành bột rau má. Và C. Cả A và B đều đúng. Xong cú pháp, đó là họ, tên, địa chỉ, đáp án, gửi về số điện thoại 02936-299-399. Xin chúc cho bà con luôn vui tươi trong cuộc sống. Chúng tôi hẹn gặp lại bà con trong bản tin ngày mai.